Xin kính chào quý thầy cô. Dưới đây là bản giáo án môn sinh học lớp 6 cả năm, bộ sách Chân trời sáng tạo. Bản giáo án này do các thầy cô của Tech 12 giờ kết hợp với kênh giáo viên cùng biên soạn. Như trên màn hình, chúng ta có thể thấy giáo án cho bài 17 tế bào sẽ có những phần như sau. Tiếp theo chúng ta hãy cùng xem thêm một bài bất kỳ nữa trong môn sinh học lớp 6, bộ sách Chân trời sáng tạo. Chúng ta hãy cùng xem đến bài cuối, ôn tập chủ đề 8. Thì tương tự như bài 17, tế bào, bài ôn tập chủ đề 8 cũng sẽ có những phần như sau. Ở trên đây là giáo án cả năm của môn sinh học lớp 6, bộ sách Chân trời sáng tạo. Vừa rồi thì chúng tôi cũng đã đưa ra một số bài để thầy cô cùng tham khảo. Và tất cả những cái bài còn lại của môn sinh học lớp 6, bộ sách Chân trời sáng tạo thì đều được soạn chi tiết và đầy đủ như vậy. Giáo án khi tải về là giáo án bản Word, quý thầy cô có thể dễ dàng chỉnh sửa tùy thuộc theo chương trình dạy của địa phương mình. Để biên soạn được giáo án này thì nhóm giáo viên cũng mất khá là nhiều thời gian và công sức. Do vậy, giáo án có mất phí. Ngoài ra, chúng tôi có đầy đủ giáo án các môn của bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo và Cánh diều. Nếu quý thầy cô quan tâm, vui lòng liên hệ theo thông tin ở dưới đây.